Nói theo Phật pháp, nếu hình thế mảnh đất của các bác xấu, nó là nhân duyên, là nghiệp của các bác, không thể tránh được. Nếu nhìn nhận theo góc độ quy luật của vũ trụ ấy, thì nó là luật hấp dẫn. Nhân sao thì vật vậy, người thế nào thì gặp mảnh đất như thế. Video này thì tôi cũng xin nhắc lại vài vấn đề tế nhị, mong mọi người hiểu và thông cảm. Thứ nhất thì tôi là kiến trúc sư, tôi không hành nghề phong thủy. Tôi thiết kế kiến trúc, nếu như gặp chủ nhà mà người ta yêu cầu thì tôi cũng sẽ sử dụng cái kiến thức phong thủy của tôi. Tuy nhiên thì tôi không lấy chi phí thiết kế phong thủy. Tôi chỉ lấy chi phí thiết kế kiến trúc. Thứ hai là mong các bác đầu tư bất động sản hay là các bác có ý định mua đất, nhờ tôi xem mảnh đất này có mua được không, phong thủy đẹp hay là xấu. Thực chất thì phong thủy của một ngôi nhà tốt hay xấu thì 8 phần là do bố trí bên trong. Nó là nội khí của căn nhà. Ngoại khí thì nó như là tiền bạc, như là danh tiếng. Theo đạo thì nó chỉ là vật ngoài thân, nó đến và đi thì bất cứ lúc nào chúng ta không kiểm soát được. Nói theo Phật pháp, nếu hình thế mảnh đất của các bác xấu, nó là nhân duyên, là nghiệp của các bác, không thể tránh được. Nếu nhìn nhận theo góc độ quy luật của vũ trụ ấy, thì nó là luật hấp dẫn. Nhân sao thì vật vậy, người thế nào thì gặp mảnh đất như thế. Người và đất mà có cùng tần số thì sẽ hút nhau. Thật ra thì dựa vào cái quy luật này, cái quy luật hấp dẫn này, tôi đang thiết kế nhà cho khách thì cũng nắm được một vài các cái nét tính cách của các thành viên trong trong gia đình của người ta. Các bác đừng nghĩ rằng phong thủy thì chỉ có cái nhà tác động vào con người, mà chính con người cũng tác động vào cái nhà đấy. Trường hợp tôi thiết kế xong nhưng mà khi chủ nhà xây thì lại không như thiết kế. Cái đấy thì tôi gặp rất là nhiều. Có những trường hợp xây theo đúng thiết kế rồi. Một ngày đẹp trời nào đấy thì ông chủ nhà đi mua bộ dàn và loa về hát karaoke. Thế là đặt ngay quả loa thùng vào cái cung mà cần yên tĩnh. Hay như là mua cái bể cá đặt vào cái vị trí mà trong phong thủy chỗ đấy tránh thủy. Nói chung thì tôi gặp rất là nhiều các trường hợp khác nữa.